Chính phủ Syria ngày 23 tháng 1 đã bác bỏ kế hoạch mới của Liên đoàn Ả Rập, hối thúc Tổng thống Bashar al-Assad từ bỏ quyền lực và chuyển giao quyền điều hành đất nước cho Phó Tổng thống thứ nhất. Damas cho rằng sáng kiến của Liên đoàn Ả Rập là hành động can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của Syria. Một quan chức giấu tên cho biết, chính phủ Syria đã bác bỏ kế hoạch được coi là can thiệp vào chủ quyền lãnh thổ và công việc nội bộ của Syria. Quan chức này cũng chỉ trích Liên đoàn Ả Rập phớt lờ những nỗ lực của Tổng thống Bashar al-Assad nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực đẫm máu, cũng như thúc đẩy cải cách chính trị tại Syria. Truyền hình quốc gia Syria cũng dẫn lời một quan chức chính phủ cho rằng Liên đoàn Ả Rập cần thể hiện trách nhiệm của mình trong việc chấm dứt các hoạt động hỗ trợ tài chính, cũng như cung cấp vũ khí cho các phần tử khủng bố. Sáng kiến của Liên đoàn Ả Rập đi ngược lại lợi ích của nhân dân Syria và không thể ngăn cản được tiến trình cải cách chính trị ở quốc gia này, cũng như các nỗ lực nhằm đem lại an ninh và ổn định cho những người dân đã ủng hộ sự đoàn kết quốc gia và sát cánh cùng Tổng thống Bashar al-Assad trong suốt thời kỳ khủng hoảng. Trước đó, kết thúc cuộc họp các bộ trưởng của Liên đoàn Ả Rập tại thủ đô Cairo, Ai Cập tối 22 tháng 1, Ngoại trưởng các nước Ả Rập đã nhất trí kêu gọi Tổng thống Bashar al-Assad chuyển giao quyền lực cho Phó Tổng thống thứ nhất và thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc trong vòng 2 tháng. Liên đoàn Ả Rập cho biết sẽ kêu gọi Liên Hợp Quốc ủng hộ kế hoạch mới nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria. 3 tháng sau khi thành lập, chính phủ đoàn kết dân tộc ở Syria sẽ chuẩn bị cho một cuộc bầu cử quốc hội minh bạch và công bằng, có sự tham gia của các quan sát viên Ả Rập và quốc tế. Cơ quan này sẽ có nhiệm vụ soạn thảo hiến pháp mới và tổ chức trưng cầu dân ý về văn kiện này. Các ngoại trưởng cũng ủy thác cho Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập bổ nhiệm một đặc phái viên tại Syria, chịu trách nhiệm giám sát những diễn biến tại Syria. Liên đoàn Ả Rập cũng quyết định kéo dài sứ mệnh của phái đoàn giám sát viên tại Syria thêm 1 tháng, đồng thời tăng cường thêm quan sát viên và cung cấp cho họ thêm các nguồn lực bổ sung. Hơn 10 tháng sau thảm họa động đất và sóng thần gây ra cuộc khủng hoảng hạt nhân tại nhà máy điện Fukushima số 1 của Nhật Bản, ngày 23 tháng 1, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, gọi tắt là IAEA, đã bắt đầu đánh giá lại mức độ an toàn của các nhà máy điện hạt nhân tại nước này. Kết quả kiểm tra sẽ giúp cho chính phủ Nhật Bản quyết định có khởi động lại các lò phản ứng hạt nhân đang tạm dừng hoạt động hay không. Nhóm chuyên gia IAEA gồm 10 thành viên sẽ làm việc tại Nhật Bản trong thời gian 9 ngày để xem xét toàn bộ kết quả kiểm tra của chính phủ Nhật Bản về mức độ an toàn của các lò phản ứng hạt nhân. Nhóm chuyên gia này cũng sẽ tới thăm 2 lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân ở Ohi, thuộc tỉnh Fukui, miền Trung Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản hiện đang có kế hoạch tái khởi động các lò phản ứng hạt nhân kể từ sau thảm họa động đất sóng thần ngày 11 tháng 3 năm 2011. Đã có tới 49 trên 54 lò phản ứng hạt nhân ở Nhật Bản phải tạm ngừng hoạt động. Tuy nhiên, để giải tỏa mối lo ngại của người dân, chính phủ Nhật Bản đã tiến hành các cuộc kiểm tra nghiêm ngặt về độ an toàn tại các cơ sở hạt nhân. Đánh giá của chúng tôi dựa trên ý kiến của các chuyên gia trong nước, nhưng chúng tôi muốn cố gắng đạt được mức độ an toàn cao hơn theo tiêu chuẩn quốc tế. Các quan chức IAEA sẽ xem xét những kết quả đánh giá của Cơ quan An toàn Hạt nhân Nhật Bản để từ đó giúp Nhật Bản quyết định có khởi động lại các lò phản ứng hạt nhân hay không. Đây là cơ hội để đưa ra những đánh giá quan trọng của IAEA về mức độ an toàn hạt nhân cho chính phủ Nhật Bản. Nhóm nghiên cứu của chúng tôi sẽ xem xét nghiêm túc và chúng tôi đang trông đợi các cuộc thảo luận vào tuần tới. Theo dự kiến, nhóm chuyên gia IAEA sẽ kết thúc chuyến công tác tại Nhật Bản vào ngày 31 tháng 1 tới. Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị kỷ niệm ngày Cộng hòa 26 tháng 1, Ấn Độ đã thực hiện các biện pháp thắt chặt an ninh tại thủ đô New Delhi và các vùng lân cận để ngăn chặn khả năng xảy ra các vụ tấn công khủng bố cũng như các tình huống bất ổn khác. Khoảng 25.000 nhân viên an ninh được triển khai 24 trên 24 giờ với camera theo dõi tại các địa điểm trọng yếu. Hàng rào chắn được dựng lên, trong khi xe cộ qua lại đều được kiểm tra kỹ. Các nhân viên an ninh cũng thường xuyên đi tuần tại những khu chợ đông đúc. Hành khách tại các ga đường sắt, bến tàu điện và điểm dừng xe buýt được kiểm tra chặt chẽ. Trong ngày Cộng hòa 26 tháng 1, các nhóm an ninh lưu động, các tay súng thuộc lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia của Ấn Độ cũng sẽ được triển khai tại một số khu vực. Người dân đánh giá cao những nỗ lực của nhà chức trách nhằm đảm bảo an ninh trong ngày lễ trọng đại này. Việc kiểm tra cần phải được tiến hành chặt chẽ để ngăn ngừa các vụ tấn công. Lực lượng cảnh sát sẽ phải làm việc rất vất vả. Họ phải làm việc trong điều kiện thời tiết rất giá lạnh. Nhưng nhờ có họ mà người dân chúng tôi sẽ bớt lo ngại về vấn đề an ninh. Ngày Cộng hòa 26 tháng 1 là một trong 3 ngày quốc lễ lớn nhất của Ấn Độ. Sự kiện này được tổ chức hàng năm để kỷ niệm ngày bản hiến pháp đầu tiên của nước Ấn Độ độc lập chính thức có hiệu lực 26 tháng 1 năm 1950. Thưa quý vị, trong ngày đầu tiên của năm mới Nhâm Thìn, rất nhiều người dân Trung Quốc đã tới chùa để cầu nguyện cho một năm mới an lành và hạnh phúc.
Tại ngôi chùa cổ Ung Hòa Cung ở thủ đô Bắc Kinh, cũng như nhiều ngôi chùa trên khắp đất nước Trung Quốc, rất đông người xếp hàng nối đuôi nhau và thắp hương cầu nguyện năm mới an lành. Ung Hòa Cung là một trong những ngôi chùa Phật giáo Tây Tạng nổi tiếng trên thế giới. Chùa có kiến trúc cổ với sự kết hợp đặc sắc của các dân tộc Hán, Mãn, Mông Cổ và Tạng. Vào sáng mùng 1 Tết theo truyền thống, nhiều người dân Bắc Kinh chọn tới ngôi chùa này để cầu mong những điều tốt lành trong năm mới. Tiếng chuông chùa vang lên, những người đi lễ bỏ lại sau lưng những bộn bề lo toan của cuộc sống hàng ngày, chỉ còn lại lòng thành kính trong không gian hương khói linh thiêng. Người đi lễ lần lượt dâng hương, mỗi người một mong ước trong năm mới Nhâm Thìn, năm được hy vọng sẽ mang lại sức khỏe và nhiều thịnh vượng. Năm ngoái công việc của tôi không tốt lắm, tôi cầu trong năm mới mọi chuyện sẽ ổn thỏa và suôn sẻ. Năm mới tôi cầu cho bố mẹ tôi mạnh khỏe, bọn trẻ chồng lớn, vợ chồng tôi bình an. Tôi mong tất cả mọi người đều có sức khỏe tốt, vì sức khỏe là điều đầu tiên và quan trọng nhất. Sau lời cầu nguyện, những người đi lễ đốt vàng hương, ngọn lửa cháy đượm, bốc cao, xua đi cái giá rét trong những ngày tháng riêng. Sau đó mọi người từ già trẻ, gái trai, đặc biệt là những em nhỏ, tung những đồng xu vào chiếc đình đồng với hy vọng những lời khẩn cầu sẽ trở thành sự thực. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp của Truyền hình Thông Tấn. Kính chúc quý vị và các bạn cùng gia đình một năm mới an khang và thịnh vượng.